À, với và không phải riêng bạn đó, rất nhiều bạn nữa, anh em học viên mới đang bị một cái trạng thái là gọi là nôn nóng á, giống như các bạn đang 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 chuẩn bị, các bạn chuẩn bị nấu một cái nồi lẩu mà trong khi các bạn không có vật liệu, không có cái gì cả, chỉ có ngoài cái nồi với nước thôi, thì cố gắng nấu nó cũng không ra được cái thành phẩm, nó cũng không ra được một cái lẩu ngon. Thì bắt buộc chúng ta phải có sự chuẩn bị bằng cách là chúng ta phải nghe những cái clip cũ, mặc dù biết là nhiều đó nhưng có dễ lắm. Một là chúng ta nghe, hai á là chúng ta mất tiền xong đó chúng ta nghe, thì các bạn hãy lựa chọn, chúng ta hãy lựa chọn nó dễ lắm. Và không bạn và hôm qua các bạn đó cũng có gửi cho cái hình cho các bạn đó, là một bạn trước đó, một bạn nha cũng như vậy á, sau khi khô khô rất là nhiều tiền mà mang nợ, mà bạn đó là học viên nha các bạn, học viên 6 tháng rồi, sau khi khô rất là nhiều tiền mà mang nợ, thì bây giờ á mới nhắn là bây giờ em tâm huyết em học, không lẽ mình nói một câu muộn rồi em, thì nó kỳ, thôi cũng ráng, nó thôi cố gắng đi em, học không bao giờ muộn đó, phải vậy á. Tại vì nhiều cái lạ lắm, chưa mang nợ, chưa khô, chưa cháy, thua cỡ vài ngàn đô là tự nhiên bắt đầu thấy khốn khốn, là bắt đầu tự nhiên có động lực học. À thật sự là như vậy luôn, còn bình thường là nhà bao việc anh ơi, em nhiều việc lắm. Em nhiều việc lắm, vậy em làm hết việc của em đi rồi em hãy học chay sau, còn không á thà em mới làm việc của em rồi em học chay, hoặc là em học chay em dành 1 ngày 2 tiếng 1 tiếng cũng được, nhưng mà giờ nào ra giờ đó tâm huyết nó học đó. Bởi vì có những cái cơ bản á, ví dụ như lý thuyết đao, cấu trúc thị trường, các bạn thấy bọn bọn cộng đồng Marine không, bọn nó đánh khí thế không, nó học những cái free mà cực kỳ đơn giản, lý thuyết đao nè, cấu trúc thị trường nè, Fibonacci nè đó, nó học những cái đó thôi, nó đánh rất là bài bản, rất là được, nó là những cái cơ bản, trong khi chúng ta có full vũ khí luôn mà chúng ta lại chơi nhiều quá, chúng ta không học, nên cẩn thận ha. Đó, rõ ràng cái này làm sao mà chiến lược một được, cộng đồng nó còn biết cái này không phải là chiến lược một mà, đúng không? Rồi.